Làm thế nào để giúp một người phụ nữ từ lúc mang bầu cho đến lúc mà sinh ra chỉ trong vòng 1 tháng? Nếu chúng ta nghe một cái điều như vậy và với một cái lời hứa hẹn chỉ trong vòng 1 tháng thôi, người phụ nữ có thể sinh được một cái đứa bé ra một cách khỏe mạnh, đầy đủ và sống một cuộc đời tự do, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Chúng ta sẽ xem đó là một trò lừa đảo, đó là một lời nói dối, đó là một cái sự hoang tưởng, đó là điều không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng thực tế chúng ta vẫn đang tin vào điều đó, chúng ta vẫn đang ngày đêm tin tưởng vào điều đó và chúng ta muốn làm về điều đó, thậm chí chúng ta tham gia vào cái quá trình đó. Đó chính là quá trình mà chúng ta muốn làm giàu nhanh. Và chúng ta đã nghe những cái lời hứa nói rằng là chúng ta không cần kiến thức, không cần kỹ năng, không cần kinh nghiệm, chúng ta không cần bất gì cái gì và chúng ta có thể giàu một cách nhanh chóng, và gần như điều đó là điều không thể. Và kết quả chúng ta nhận lại đó là gì ạ? Đó là mất tiền, mất mối quan hệ và mất tất cả mọi thứ. Nên chúng ta hãy hiểu một điều rằng để thành công ấy là chúng ta cần phải có một cái hành trình, giống như một đứa bé từ khi mà mang thai cho đến khi sinh ra cần phải đủ 9 tháng 10 ngày thì lúc đó mới tạo nên một cái hình hài nó đầy đủ. Vậy thì với con người của chúng ta vậy, với con đường đi đến thành công vậy, chúng ta cần phải một quá trình và chúng ta phải tích lũy đủ thì lúc đó chúng ta mới có thể thành công được. Vì vậy đừng quá vội vàng mà hãy chuẩn bị cho mình tất cả những cái nền tảng cần thiết để chúng ta bắt đầu đi đến thành công. Bạn nghĩ như thế nào về điều này? Hãy comment cho mình dưới cái đoạn video clip này về ý kiến của bạn nha. Xin chào.